Và chiều hôm nay ngay tại Bắc Kinh chúng ta cùng ăn lẩu dê ha, thương hiệu lẩu Chao Sen Sưng. Và phần lẩu dê này thực sự là ngon các bạn, khác hẳn so với phần lẩu dê của Đông Lai Thuận mà hôm trước chúng ta đã ăn. Đây chính là cái phần thịt dê nè. Kèm theo có bò viên và phần bò viên này mình rất rất thích các bạn. Và đây là công viên Bắc Hải, một trong những công viên hoàng gia cổ nhất được bảo tồn tốt nhất ngay tại thủ đô Bắc Kinh. Có lịch sử hình thành hơn 1.000 năm các bạn. Xa xa là Bạch Tháp, hồ và hàng liễu. Và đây là bức tường Cửu Long được xây dựng từ năm 1756 ngay tại công viên Bắc Hải các bạn. Màu sắc vẫn còn tươi nguyên luôn, sau hơn 200 năm. Cửu Long. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6 2024 và đây là trạm xe điện ngầm đường Lai số 19. Sáng hôm nay từ đây chúng ta sẽ đi về công viên Bắc Hải và chúng ta sẽ đi xe điện ngầm ở đường Lai từ 19 chuyển qua đường Lai số 6 và sẽ ra ở trạm Bảy Hải Bè phía bắc của Bắc Hải các bạn. Công viên Bắc Hải nha. Và tổng số tiền là 8 tệ. Rồi chúng ta đi thôi. Mùa vé. Nhà ga điện ngầm đường Lai số 19. Đường Lai số 19, trạm xe điện ngầm Niễu Tre. Chúng ta sẽ đi đến Hiển An Lì, chuyển sang đường Lai số 6 các bạn nha. Đây chúng ta đang ở đường Lai số 6 Hiển An Lì. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về Bảy Hải Bè, có nghĩa là phía bắc của công viên Bắc Hải các bạn. Chỉ một trạm thôi là tới rồi. Rồi, đây là trạm xe điện ngầm đường Lai số 6 Bảy Hải Bè các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi trạm xe điện ngầm ở cửa B hoặc cửa D. Đó. Ra công viên Bắc Hải, Bảy Hải Bè. Ở đây nếu mà đi xe buýt sẽ có các số là 3612111 đó các bạn. Rồi chúng ta đi thôi. Bảy Hải Bè. Rồi chúng ta đã ra khỏi trạm xe điện ngầm đường Lai số 6 các bạn ha. Cổng D. Bây giờ đi bộ chút xíu tới công viên Bắc Hải. Quá trời không cây đào nữa các bạn, cháy quá trời. Đó. Đây chính là Bắc Kinh. Cây xanh hoa nở rất rất nhiều. Đây, mình mới mua vé xong các bạn ha. Vé vào công viên Bắc Hải giá 20 tệ, khá là đông luôn. Ở đây có chút xíu lịch sử về công viên Bắc Hải, trái tim của thủ đô Bắc Kinh. Với diện tích 682.000 m² các bạn, được xây dựng lần đầu tiên vào thời nhà Liêu, tức từ 907. Như vậy là lịch sử hình thành hơn 1.000 năm và được mở rộng vào các triều đại sau đó, đặc biệt là dưới thời Càn Long Đại Đế. Và đây là một trong những công viên cổ nhất được bảo tồn tốt nhất ngay tại thủ đô Bắc Kinh và chỉ mở ra công chúng từ năm 1925 các bạn. Trước đó là chỉ có hoàng gia thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta từ vị trí chỗ nào đâu? Chỗ mua vé đâu rồi?
ở trên á. Mình ở trên nha. You are here, over there. Mình đang ở cổng là cổng Bắc các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển liên tục trong công viên này. Lớn quá trời lớn. Rồi chúng ta đi thôi. Ôi, chúng ta qua điểm kiểm soát vé các bạn ha. Một cảm giác nhẹ nhàng các bạn. Bên ngoài nóng lắm luôn. Bước vô công viên có cây xanh cái đỡ rồi là đỡ. Mới kiểm tra vé sau kiểm tra gì nữa đây. Ở Bắc Kinh này họ khoái kiểm tra lắm các bạn. Lại kiểm tra. Rồi các bạn đợi chút xíu nha. Thì chúng ta mới đi qua khâu kiểm tra an ninh, bây giờ chúng ta sẽ đi về khu trung tâm của công viên, đó chính là Vĩnh An Tự và Bạch Tháp các bạn ha. Bước ra một cái là chúng ta thấy nguyên cái hồ luôn, hồ trung tâm. Ở đây chúng ta thấy hàng cây liễu, liễu rủ bên hồ. Có chim, có vịt, có tàu. Và từ xa xa chính là Bạch Tháp các bạn. Bãi thờ. Các bạn thấy không? Rồi cá lớn lắm luôn, nguyên con cá lớn kìa. Trời ơi, coi kìa, quá wow, cá bự dữ vậy. Trời ơi. Con nào con nấy như con voi. Bự lắm các bạn. Môi trường sống tốt ha. Có mấy con vịt nữa kìa. Trời. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Trời, bắt lớn tuổi này, bắt cũng gưng dữ ha. Nhảy lên. Rồi để cho quý cô đi qua. Bảy thờ, bảy thờ. Bãi thà, bãi thà. Ở đây ngoài liễu thì thấy cỏ xanh rất nhiều và những cây thông. Đây các bạn xem nha. Công viên này đẹp á. Nhẹ nhàng. Gọi là vô số công trình trong công viên luôn các bạn. Đình đài hiên tạ có đủ ha. Ôi, chúng ta đi qua hướng này các bạn ha. Đi về một bức tường có tên là Cửu Long. Một lát các bạn sẽ thấy. Một cảm giác nhẹ nhàng các bạn. Nhờ vào những cây liễu rủ thế này nè, rất là lớn. Ở đây cũng có bán nước, rồi bán xúc xích, bán hamburger, bán kem. Giá vé 20 tệ cũng ổn. 20 tệ tương đương khoảng độ 70 ngàn đồng các bạn cho công viên. Tiếng chim hót líu lo. Người người đi công viên. Đây là cái khu vực bến tàu. Ở ai muốn đi tàu dạo theo hồ thì cứ việc đi.
quý ông, quý bà, quý cô, quý anh, quý chị đứng đây rất rất nhiều. Chắc lại xem cá. Đó, lại xem cá. Trời ơi, con cá với con... Ôi, con vịt nhỏ này. Ôi, dễ thương không? Quá trời. Để chụp hình cái mình đi tiếp các bạn ha. Rồi, đi tiếp tục tới đây các bạn ha. Ở đây chính là khu vực mua vé đi tàu nè. Xếp hàng rất đông. Mặc dù giá là khá cao các bạn ha. Ở đây giá tối thiểu là 120 tệ cho một chiếc tàu. Và 120 tệ này là một tiếng đồng hồ các bạn nha. Và phải đặt cọc nữa, từ 400 tệ tới 600 tệ. Mình không có đi tàu, mình tiếp tục đi nha. Đi bộ thôi. Một trong những điểm mình rất thích ở công viên Bắc Hải này đó chính là hàng liễu các bạn. Những cây cổ thụ nha. Xanh mướt luôn. Rồi, chúng ta đã tới nơi các bạn ha. Đây chính là khu vực có bức tường Cửu Long Chính Rồng. Hoàng hậu quý phi quá trời. Đây. Từ từ các bạn nha. Bao nhiêu là hoàng hậu quý phi. Rồi chúng ta xoay một cái. Nhìn góc này đẹp á. Okay. 1, 2, 3. Đó, thuyền rồng luôn các bạn ha. Toàn bộ là rồng, hoa, họa tiết trang trí điêu khắc rất đẹp các bạn. Toàn bộ trên đá, gạch. Rồi quý vị nè, các cô này đứng chiếm hết chỗ, không còn chỗ đi ra luôn. Đi qua thì thấy kỳ kỳ. Hai chị đang cò quay rồi. Rồi, chúng ta bước vô các bạn ha. Và bên phía tay trái chúng ta thấy một vị hoàng đế Đại Thanh bước ra. Ở đây họ cho thuê trang phục rất nhiều các bạn. Chúng ta vào từ bên phía tay phải nha. Và các bạn lưu ý là mình sẽ quay từ từ các họa tiết, các hoa văn, điêu khắc. Các bạn xem ha.
Và đây chính là Thiên Vương Điện ha, ngay phía chính giữa là Phật Di Lặc. Thiên Quảng Tên, Thiên Vương Điện. Và hai bên là Tứ Đại Thiên Vương ha. Rồi chúng ta tiếp tục bước ra sau. Và đây là điện thờ chính các bạn, tuy nhiên là chúng ta chỉ được phép đứng bên ngoài để nhìn thôi, chứ không vô trong được nữa. Mình sẽ cố gắng quay cận cảnh cho các bạn xem nha, ở phía bên trong. Zoom máy vô. Không gian hơi tối chút xíu các bạn. Và chúng ta quay ngược trở lại ra ngoài các bạn. Và bây giờ chúng ta chính thức tới được bức tường Cửu Long, được xây dựng vào năm 1756, tức có nghĩa là đã được 268 năm các bạn. Cùng nhau nhìn ngắm bức tường này nha, rất rất nổi tiếng.
这么稀跟我上北京来别给喝这儿喝啥呢不是的话就是再翻一个吧 Rồi chúng ta quẹo phải đi qua mặt sau các bạn ha. Mặt sau cũng có chín rồng luôn. Như vậy là cả hai mặt nha. À, bên kia là hàng liễu, đi tới đây các bạn ha, chúng ta sẽ thấy hai hàng cây rất là lớn luôn. Như vậy giữa Di Hòa Viên và công viên Bắc Hải thì mình thấy là cái khu vực công viên Bắc Hải này dễ chịu hơn các bạn, do số lượng người đi ít hơn, mảng xanh thì cũng nhiều, nó nhẹ nhàng hơn á. Rồi có một số vị nương nương đang bước tới các bạn, rất là thần thái luôn ha, trong trang phục của nhà Thanh. À, Hoàng Thái Hậu. Đây, ngoài mảng xanh của cỏ, của cây cối, ở đây còn trồng hoa rất nhiều các bạn nha. Ê, có hoa bất tử luôn kìa. Đi trồng kìa. Chim hót líu lo. Tiếng hòa. Thank you.
Sao xác định đúng chưa? Đây có phải là cái cầu mà Càn Long Đại Đế xây cho ai? Xây cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu á. Chi tưởng nhớ Hiền Hoàng Hậu. Ồ. Đúng rồi, chi Ngư Kiều á. Nãy ngoài kia thấy chữ Càn Long. Càn Long Đại Đế. Wow, đẹp thực sự luôn các bạn. Toàn bộ bằng đá nha các bạn nha, đá quý không á. Chim hót, hoa nở, súng vàng các bạn, dưới có cá nha. Đúng là giống như một cái lâm viên lớn vậy. Wow, trời. Cái này hoa súng trắng nè. Mấy đứa bé này quậy quá. Ôi, đi bộ tới đây các bạn ha, đây chính là khu vực cổng đông, cũng là cổng đi ra. Chúng ta nhìn lại bản đồ chút xíu các bạn nha, đằng kia đẹp quá trời luôn, bên góc tay phải. Có sen, có hồ, có thuyền. Đây chính là cổng đông. Và cổng đông chúng ta sẽ đi qua cái cầu. Dẫn đến đây chính là Bạch Tháp. Nói các bạn thấy rõ nha. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái công viên này rất nhẹ nhàng các bạn. Số lượng du khách đến đây không có quá đông. Còn Di Hòa Viên là vô cùng đông. Ngay tại cổng đông có bán cà phê, có bán nước ngọt, có bán nước suối. Đủ hết các bạn nha. Và một chai nước suối đây có giá rẻ nhất là từ 3 tệ.
Ôi, chúng ta đã tới nơi các bạn ha, Bạch Tháp và Vĩnh An Tự. Thì Bạch Tháp được xây dựng vào năm 1651 vào thời nhà Thanh. Theo sự đề nghị của Lạt Ma Tây Tạng các bạn, thì Ba Thành. Và công trình sau đó được xây dựng lại vào năm 1993 nhé, như chúng ta thấy hiện nay. Thể hiện sự hòa hợp tôn giáo. Bây giờ chúng ta sẽ phải qua điểm kiểm tra vé trước khi chúng ta vô. Và ngay bên đây có bán cà phê, có bán rồi nước, bán đồ ăn hết ha. Thôi, chúng ta bước lên ha. Với bảo tháp này chúng ta chỉ được phép đi một vòng từ trái sang phải cho các bạn. Vòng bên ngoài nha. Mình thấy cũng không có hoạt động tín ngưỡng gì ở đây, chủ yếu là di tích. Đó các bạn thấy không? Người Trung Quốc cũng chỉ đi một vòng vòng vậy thôi. Khóa lại hết nè, không có được lên trên. Và ngay phía trước bảo tháp các bạn ha, ở đây có bán đồ ăn thức uống nè. Đi xuyên qua luôn chúng ta thấy một cái view rất là đẹp, view tổng thể của công viên Bắc Hải. Ôi, hiện tại là khoảng hơn 1 giờ trưa các bạn ha. Từ khu vực công viên Bắc Hải chúng ta đi taxi với giá là 15 tệ các bạn đến đây. Đây chính là khu vực Quảng Phù Chiên. Và ngay đây có một chỗ bán lẩu dê rất là ngon theo tài xế các bạn nha. Có tên là Chào Xen Sơn.
Bác Tài nói với mình là nếu mà vịt quay Bắc Kinh á, thì toàn Thủ Đức là ăn tạm tạm. Còn nếu mà lẩu dê á, thì Đông Lai Thuận thì người Bắc Kinh không ăn. Và bác Tài chỉ đến chỗ này, đây chính là Chao Sen Sơn, chỗ bán lẩu dê. Bây giờ chúng ta sẽ vô ăn lẩu dê nha, xem như thế nào các bạn ha. Ngay trong một khách sạn dòng cao cấp luôn. Và nhà hàng này nằm trong khách sạn Sun World, một khách sạn cao cấp các bạn. Đây là bộ phận lễ tân. Nhà hàng nằm bên góc tay phải, ở đây có phục vụ ăn sáng buffet. Đó, xa chính là nhà hàng các bạn. Góc tay trái này nè. Chào xin sơn. Mở cửa ra. Không gian khá là rộng lớn, có bên phía tay trái, bên phía tay phải. Một lát mình sẽ ngồi bên phía tay phải nha. Và ở đây có bán bánh ú nè. 3 tệ một cái các bạn ha. Tết Đoan Ngọ. Rồi, mình đã gọi đến một phần lẩu dê các bạn ha. Đây chính là cái phần nước lẩu sôi sùng sục luôn. Mùi thơm các bạn. Cho cái phần nấm đông cô vô. Đây là nấm đông cô tươi. Cho hết vô luôn các bạn nha. Cái phần này nấu sẽ hơi lâu chút xíu. Ở đây chúng ta có gọi đến phần bò viên. Đây là dạng đông lạnh các bạn ha. Đó, cho vô luôn, nấu hơi lâu chút xíu. Qua cái bên đây là phần thịt dê tươi. Đặc điểm của miếng thịt này là hai bên có mỡ các bạn, và sắc rất là dày. Tiếp nữa chúng ta thấy có cọng mì tươi, rồi phụ chúc và thức ăn đi kèm có đậu phộng, cà rốt. Ở đây mình có gọi đến một chén tương mè. Và thêm cái phần nước sốt này có tỏi, có hành nữa. Bên trong có một số khách đang ngồi ăn. Ở đây trang trí đẹp các bạn. Chúng ta đang đợi cái phần thức ăn trong lẩu chính. Rồi, quay lại bàn. Bây giờ sẽ cho cái phần mì tươi vô. Cầm thôi đã cảm thấy dai rồi các bạn ha. Một trong những điểm mà rất là thích trong cái chuyến đi Bắc Kinh, và kể cả cái phần Giang Nam thì này, đó chính là được ăn mì, toàn bộ mì tươi không. Ở Sài Gòn thì cũng có nơi bán được mì tươi kéo sợi, tuy nhiên đa dạng chủng loại thì không có bằng một gốc đâu các bạn. Cái nữa là cũng không có nhiều tiệm. Còn ở vùng Giang Nam tới Bắc Kinh này đâu đâu cũng mì tươi. Bây giờ chúng ta nhúng cái phần thịt dê vô, các bạn thấy là cái độ dày của nó đó, rất dày nha. Dày như thế này là phải để một hồi mới chín. Mùi thơm quá trời luôn, có mè nè. Giờ cho thêm chút xíu ớt vô nữa. Ở đây nếu mà chúng ta thích cái phần cay có thể xin thêm ớt nha. Đây chúng ta gấp cái phần phụ chúc lên. Cộng mì đợi thêm chút xíu nữa. Nhà hàng có máy lạnh các bạn nha, tuy nhiên là ăn lẩu này nó khá là nóng luôn á. Nhiệt độ cao, ngồi một hồi là cảm giác là như là hơi nóng. Nấm đồng cô với phần thịt dê. Chúng ta đợi thêm cái phần thịt bò nữa, lộn bò viên các bạn.
Và đây mình quay cận cảnh cái phần bò viên cho các bạn xem. Ăn cái phần bò viên này phải lưu ý bên trong nó sẽ là rỗng và có nước các bạn nha, dễ bị phỏng mà thực sự rất rất ngon, thơm lắm luôn. Thêm phần tương mè chấm vô thật đã. Ôi, chúng ta đang xong lẩu dê của Chao Sen Sơn các bạn ha, và thực sự là ngon các bạn. Sau đây là tổng số tiền nha, phía dưới là 195 tệ các bạn. Đầu tiên sẽ là có cái phần nước lẩu là giá 38 tệ, một phần cái phần sốt mè là 8 tệ, phần thịt là 68 tệ, 22 tệ đó hình như mình nhớ là nấm đồng cô, rồi 28 tệ là bò viên, rồi mì, với lại một cái phần gì nữa? Phụ chúc. Ok. Bây giờ các bạn nghe phần nhận xét của mình nha. Hôm bữa thì chúng ta ăn lẩu dê nghe Đông Lai Thuận là một cái nhà hàng mà rất nổi tiếng Bắc Kinh, nhưng mà hôm bữa thì không được ngon cho lắm. Nói chung là thất vọng, bởi vì cái giá tiền bỏ ra là hơn cả triệu đồng, nhưng mà ăn thì thấy rất là bình thường, vẫn là nhạt luôn á. Và hôm nay mình đi với tài xế thì tài xế nói là dân Bắc Kinh thì không ăn cái nhà hàng đó mà lại qua ăn bên đây. Bây giờ các bạn nghe phần nhận xét của mình. Nếu mà nói dùng cái chữ mà nó thanh đạm á, ở đây đúng là chữ thanh đạm hơn. Bởi vì là trong cái sự lạc lạc của nó có một chút gì đó ngọt, và mình chỉ thiếu duy nhất cái vị mặn thôi. Nó trong cái nước lèo là nó lẩu là thơm ngọt rồi. Thì nếu mà ăn á thì em sẽ chỉnh là một miếng mà bằng miếng nước tương hay miếng muối vô là nó sẽ có thêm đầy đủ vị thôi cho em hơn. Là nó, anh đang nói về chữ thanh đạm nha. Rồi. Em có thể ăn cái lẩu này cho đến cuối cùng luôn. Có nghĩa là nó không có ngán, nó cũng không có gọi là dở hay là cái gì đó cho em. Mà cảm nhận của em là nó ngon. Phần thịt dê họ sắc dày. Trong cái phần thịt thì ăn ngon, cái phần mỡ thì đúng là nó sẽ dậy cái mùi của dê á, và nó hơi cái khó ăn một xíu. Nhưng mà cái thịt thì ngon, em ăn là em sẽ bỏ cái phần mỡ đi. Phần nấm, phần phù chúc thì nó bình thường rồi, ở đâu cũng như nhau. Cộng mì của họ là ăn dai, tuy là trụng hơi lâu một xíu nhưng mà nó sẽ là dai sụp sụp, ăn không bị bở, không bị bể gì hết. Phần nước sốt mè thơm, với em đây là món lẩu đáng để thử, đáng đồng tiền. Ok đó. Rồi tới phần nhận xét của mình các bạn ha. Đầu tiên về phần nước lẩu, đúng thực sự mà nói là lẩu dê coi như là quán thứ hai để mình ăn thì nó sẽ thiên về cái vị gọi là ngọt thanh các bạn nha. Hôm bữa ngay tại Quảng Phù Trình, ngay khúc của, xin lỗi, hôm bữa là Đông Lai Thuận, thì mình ăn cảm thấy nó hơi lạc. Là lạc luôn. Ở đây cái nước lèo của Chao Sen Sơn khi mình ăn vô, cái cảm nhận đầu tiên đó chính là vị ngọt các bạn. Tức là mình cảm nhận nó có thể nấu từ phần xương thịt, rồi thêm có thể là rau củ quả gì đó. Cảm nhận đầu tiên nó sẽ là vị ngọt thanh, ngon và có vị cay. Tức là cái vị nó đạt được tới cái kiểu gọi là làm cho chúng ta cảm thấy ngon. Và sau khi đó thì mình muốn có thêm chút xíu vị mặn, mình cho thêm chút xíu nước tương hoặc muối vô thì chỉnh lại lại cái ngon hơn các bạn. Nhưng mà là đậm đà đó, có nghĩa là họ chỉ thiếu gì muối dành cho những người thích ăn gọi là có mặn mặn mà thôi. Còn vị ngọt và vị cay là có đủ nha. Vị cay ở đây tương đối là nhẹ các bạn, chứ không phải là quá cay, nó chỉ là tê tê thôi. Chỉ là thơm thơm thôi, khoảng mùi tê tê thôi. Dạ. Ở đây cái lượng xuyên tiêu thì mala thì họ sử dụng rất ít. Ở bên ngoài họ có một cái chỗ gọi là để nêm gia vị thêm thì các bạn có thể lấy thêm. Tuy nhiên là cái lượng gọi là mala, cái lượng xuyên tiêu họ cho cũng ít lắm các bạn. Khu vực đó chủ yếu là thấy là gọi là ớt. Nhưng mà là ớt dầu các bạn nha. Do đó cái vị cay nó là cay nồng như tứ xuyên, không có, nó chỉ là tê tê thôi. Như vậy chúng ta thấy là cái phần nước lèo nó ngon. Bây giờ diễn tả về cái phần thịt dê thì phần thịt dê cũng ngon luôn. Đó là sắc dày, cắn vào một cái nó mềm, nó không hề bị khô, ăn rất là thơm. Nếu đối với người thích ăn dê, còn người không thích ăn dê thì nó sẽ hăng lên. Do đó là mình không thích ăn cái phần mỡ, mình lọc cái phần mỡ ra. Cái phần sốt mè rất ngon, rất đậm đà các bạn, rất thơm luôn. 8 tệ cho một chén đó, rất đáng đồng tiền. Cộng mì dai dai, sực sực, ngon. Nấm hương, nấm đông cô rất ngon. Phần bò viên là cái phần mà mình nói thiếu. Phần bò viên đó chính là một cái phần xuất sắc của cái phần lẩu dê này. Cắn vào một cái nó thơm phức luôn. Bên trong nó sẽ là một cái khối có rỗng rỗng. Tức là nó sẽ có cái phần nước tuôn ra các bạn, và nó sẽ rất là nóng, do đó các bạn phải sử dụng một cái đũa các bạn chọt vô để cho cái phần nước nó chảy ra trước khi đưa vào miệng, chứ không phải là sẽ bị phỏng lưỡi. Cơ bản thì cái quán này mình ăn mình thấy ngon, rất vừa ý các bạn.
Không hẳn là bật lên mức độ gọi là điểm 9 đến 10, nhưng mà ở mức độ từ điểm 7 rưỡi tới khoảng độ điểm 8 thì có. Và cái viên bò viên mình cho lên tới điểm 8 rưỡi. Cái chén sốt mè phải nói là khoảng độ điểm 8 rưỡi tới điểm 9. Nhân viên phục vụ vui vẻ và cái máy lạnh cũng hoạt động tốt. Tuy nhiên là ăn cái lẩu này, cái lẩu cù lao họ sử dụng cái nhiệt nó tương đối là lớn, ăn một hồi là sẽ đổ mồ hôi. Rồi, nếu các bạn có đến Bắc Kinh hãy ăn cái lẩu này. Nếu so giữa cái lẩu này và vịt quay Bắc Kinh thì mình lại có khuynh hướng là mình thấy cái lẩu này nó nhỉnh hơn. Bởi vì vịt quay Bắc Kinh đối với mình nó cũng bình bình. Cơ bản là chuyến đi Bắc Kinh kỳ này có hai cái món ăn mà mình cảm thấy là mình thích. Nhất đó là lẩu hải tỳ lao ngay tại Bắc Kinh. Cái thứ hai chính là cái lẩu này. Còn cái kem trà xanh thì mình cũng rất là thích. Đó là dạng có 10 tệ thôi mà ngon thơm. Kem trà lài nữa. Hiện tại là khoảng độ hơn 7 giờ tối các bạn ha. Trên con đường Niễu Tre gần khách sạn mình đang ở. Đây là thương hiệu bánh Holy Land. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vô mua một số bánh ngọt nha. Mục đích của mình là giới thiệu một số loại bánh và mô hình bánh ngọt ngay tại Bắc Kinh. Rồi, đầu tiên chúng ta có bánh đậu xanh hình hoa hồng. Bánh này ăn rất thơm các bạn ha. Đây là một tiệm bánh dành cho người địa phương á. Kế bên chính là bánh quế hoa, bên trong có trứng và phần quế hoa cắn vào rất rất thơm các bạn. Một số loại bánh ngọt, bánh mặn khác nữa, chúng ta xoay một vòng các bạn xem. Góc trong cùng các bạn thấy không, một cái bánh có rất nhiều chả bông á, bánh nó ngon nha. Phần chả bông đậm đà. Bánh xốp bên trong có chút xíu kem. Bánh đó chúng ta có thể mua để ăn sáng các bạn ha, trong trường hợp các bạn ở khu vực khách sạn mình ở. Nhân viên đây lịch sự. Rồi bánh quy. Đó, nguyên hộp thế này. Bánh trứng loại lớn nè. Bánh trứng loại lớn đó hôm bữa ở Nam Kinh đã ăn rồi. Đây là khu vực tính tiền nha, tuy nhiên mình sẽ lướt sơ qua bên góc tay phải. Và đây là mặt hàng bánh sinh nhật, bánh kem. Đó các bạn xem. Có giá từ 269 tệ. 239 tới 269 các bạn. Như vậy một cái bánh kem ở Bắc Kinh chúng ta có thể mua được ở mức giá 239, có nghĩa là khoảng độ gần hơn 800.000 đồng các bạn nha, cho một cái bánh kem đó với kích cỡ như vậy. Cái bánh này là 339 tệ nè. Và toàn bộ những cái này là mô hình các bạn nha, chứ không phải là hàng thiệt đâu. Nhưng mà làm rất là giống, rất đẹp.